Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Ở cái video này thì mình xin chúc mừng tất cả các bạn đã cùng mình làm cái kèo AROP từ cái dự án BIDEX để chúng ta nhận miễn phí 5 triệu cái đồng token BDX. Thì ngày hôm nay mình đã nhận được 5 triệu cái đồng token từ dự án, nó trả về ví cho chúng ta. Trả về ví cho mình nhé. Thì không biết là các bạn như thế nào, các bạn làm cái kèo này cùng mình các bạn đã nhận được chưa? Đây thì cái thông tin của cái dự án này nhé các bạn. Thì cách đây hôm qua mình thì mới chia sẻ cho các bạn cái kèo AROP này, và hôm nay mình cũng đã nhận được cái token này rồi. Mỗi một người tham gia cái kèo AROP này thì sẽ nhận được miễn phí 5 triệu cơ đồng token BDX, và cứ mỗi giới thiệu cho một người thì bạn sẽ nhận được thêm 500.000 cái đồng token BDX. Và cái kèo này mình mới nhận được có 5 triệu thôi nhé các bạn. Mình được giới thiệu cũng có rất nhiều bạn làm cùng mình cái kèo này, đang có 18 bạn đang làm cùng cái kèo này với mình. Nhưng mà mình mới nhận được cái token của AROP thôi, còn cái token mà hoa hồng từ giới thiệu thì mình chưa nhận được nhé các bạn. Chắc là cái này thì cái số dư này chắc sẽ giả vào cái đúng cái lịch của cái dự án này là ngày 15 tháng 3 cơ, thì nó mới trả. Đó, thì bạn nào mà chưa làm cái kèo AROP cửa của cái dự án này thì các bạn hãy tranh thủ chúng ta làm càng sớm càng tốt nhé các bạn. Thì ở đây, cái tổng nguồn cung cho cái dự án này có 500.000 tỷ đồng BDX nhé các bạn. Đúng, còn rất là nhiều. Và ở đây thì nó có ghi rất là rõ luôn là có 3.890 tài khoản đã nhận được cái đồng token này. Ghi ở đây thông tin rất là rõ luôn. Và mã contract thì các bạn có thể copy cái mã contract này, các bạn add cái đồng token BDX này vào ví thì các bạn sẽ xem được cái số dư và cũng kiểm tra được xem là dự án nó đã trả về ví cho chúng ta chưa nhé. Rồi ở dưới này thì cái địa chỉ ví của mình ở đây và cái số token mình nhận được ở đây thì rất là rõ luôn nha các bạn. Rồi ok, thì ở cái video này thì mình chủ yếu là mình chia sẻ và cái niềm vui tất cả mọi người đã nhận được cái đồng token này. Nếu như bạn nào mà chưa làm cái kèo AROP này thì các bạn hãy tranh thủ chúng ta làm càng sớm càng tốt để chúng ta nhận miễn phí 5 triệu cái đồng token BDX này nhé. Rồi, mình xin được dừng cái video tại đây. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.